Trước thực trạng nhiều xe khách trá hình hoạt động chạy không đúng luồng tuyến xảy ra tại xung quanh khu vực các bến xe và tại những tuyến đường từ vành đai 3 trở vào nội đô trong nhiều tháng trở lại đây, một tổ công tác đặc biệt đã được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an Hà Nội thành lập để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tổ công tác đã xử lý 54.165 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 2.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe hơn 3.000 trường hợp. Trong đó đã kiểm tra xử lý 2.300 trường hợp xe khách, trên 1.400 trường hợp xe taxi vi phạm luật giao thông đồng bộ. Riêng tổ công tác chuyên đề đã kiểm tra xử lý hơn 600 trường hợp xe khách, xe buýt trá hình, thu giữ 26 phương tiện, tước 178 giấy phép lái xe.